Anh đây có một đường, một đường là đường dung sơn từ trên và đường hơi ở dưới, điều khiển là vào sơn nó noi này, văn điện tử. Dừng lại anh cho chỉnh cho nó trụng nhỏ này, cho trụng xoay xoay cái nút ở dưới ở bên kia dưới. Rồi bắn ạ, trụng nhỏ này. cho trụng nữa này, nó bắn ạ, đấy trụng nhỏ. Okay.